Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra cáo buộc nạn buôn người sang Saudi Arabia có sự nhúng tay của các giới chức cộng sản Việt Nam. Vụ một thiếu nữ 15 tuổi tử vong tại Saudi Arabia là vụ việc mới nhất liên quan đến nạn bạo hành đối với người lao động Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Trong thông cáo vào ngày 4 tháng 11, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đề cập vụ thiếu nữ Việt Nam 15 tuổi tử vong tại Saudi Arabia. Đây là hình ảnh những nữ lao động Việt Nam ở Ả Rập Xê Út kêu cứu và em Siêu Hát Xuân 15 tuổi đã tử vong do bị đánh. Sau khi bị chủ đánh đập, cô gái này không được ăn và chữa trị. Cô chết trước khi được đưa trở về Việt Nam. Hồ sơ của cô bị một đơn vị tuyển dụng lao động làm giả mạo nên gia đình không thể đưa thi hài cô về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã xác nhận trường hợp này. Cô gái tên là Hà Xuân Siêu, 25 tuổi, được công ty cổ phần hợp tác lao động quốc tế Vinaco đưa sang Saudi Arabia làm giúp việc gia đình từ cuối năm 2018. Theo kết quả giám định pháp y và giấy báo tử của Bộ Nội vụ sở tại cung cấp, Siêu đã tử vong là do thiếu oxy trong máu, viêm phổi, ngạt thở, máu đông trong phổi. Tuy nhiên, theo Đại tiếng Hoa Kỳ, thì tuổi thật của Hà Xuân Siêu mới chỉ mới hơn 17. Dựa theo các tài liệu liên quan đến thân nhân của Hà Xuân Siêu, Đại tiếng Hoa Kỳ đã phát hiện năm sinh của nạn nhân đã bị thay đổi trên hộ chiếu để làm cho Hà Xuân Siêu lớn hơn tuổi thật, dẫn tới những sai lệch trên các văn bản của nhà chức trách ở Saudi Arabia và tại Việt Nam. Cũng theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì gia đình Hà Xuân Siêu cho biết nạn nhân được nhân viên của công ty Vinaco chiêu dụ vào tháng 8 năm 2018 khi em gần 15 tuổi. Đại diện của Vinaco có trụ sở ở Thanh Hóa, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa Hà Xuân Siêu đi lao động thì nói không hề biết cô là trẻ vị thành niên. Còn theo báo Việt Nam Hội Nhập, mẹ của Hà Xuân Siêu cho biết nạn nhân sinh ngày 30 tháng 10 năm 2003. Thời điểm đi xuất khẩu lao động, nạn nhân chưa được 15 tuổi. Nhưng không hiểu vì lý do gì thông tin ngày tháng năm sinh của nạn nhân lại bị sửa thành 30 tháng 10 năm 1996. Đây là hình ảnh nạn nhân cô Hà Xuân Siêu, 15 tuổi, dân tộc ED của Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cho biết cũng đang nỗ lực hồi hương thi hài lao động của người Việt Nam tên là Hà Xuân Siêu, gọi đây là trường hợp đặc biệt, theo tờ báo Sinh News chia sẻ. Cũng đài BBC News tiếng Việt vẫn chưa thể độc lập kiểm chứng thông tin về tuổi của Hà Xuân Siêu. Thi hài của Hà Xuân Siêu đã được chôn ở Ả Rập Xê Út, gia đình cũng rất thất vọng và tức giận. Hà Xuân Siêu, thiếu nữ người Việt chết ở Ả Rập Xê Út sau 2 năm đi xuất khẩu lao động, đã được chôn cất tại nước này. Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh cho biết, thay vì được đưa về nước theo nguyện vọng thiết tha của gia đình. Vị trí của mộ được nói là nằm bên cạnh nghĩa trang Handeshi ở thành phố Ara, thuộc khu vực biên giới phía bắc của Ả Rập Xê Út. Công điện của sứ quán dường như là gợi ý rằng các thủ tục đã diễn ra chậm trễ từ phía Việt Nam, khiến cho thi hài của người lao động không thể được hồi hương theo nguyện vọng của gia đình. Đại sứ quán cũng nói đề nghị phía Việt Nam bao gồm một công ty tuyển dụng Hà Xuân Siêu và gia đình em hoàn tất ủy quyền và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc hồi hương thi thể từ ngày 13 tháng 9. Nhưng đến ngày 11 tháng 10, đại sứ quán mới nhận được giấy ủy quyền đã dịch công chứng tiếng Ả Rập. Đại sứ quán cho biết là đã hoàn tất thêm các thủ tục cần thiết với nước sở tại ngay trong ngày 11 tháng 10, nhưng mọi việc đã quá muộn. Đây là hình ảnh một nạn nhân với cánh tay bầm tím bị chủ Ả Rập Xê Út đánh đập. Trên cơ sở đó, đại sứ quán đã xin thông tin và đề nghị Cục Quản lý Lao động nước ngoài giúp chỉ đạo công ty Vinaco thông tin cho gia đình người lao động. Công điện của đại sứ quán nói thêm, tiếp tục phối hợp với chủ sử dụng các cơ quan chức năng sở tại để hoàn tất các thủ tục cuối cùng, đồng thời hoàn trả đầy đủ tiền lương còn thiếu cũng như tư trang, vật dụng cá nhân của lao động cho gia đình. Lý do chậm trễ, nếu có, theo cô Hà Xuân, là vì sự đi lại và thủ tục rắc rối. Ủy ban xã Kamung, huyện Ak Leo, tỉnh Đắk Lắk, nơi sinh quán của Hà Xuân Siêu, không giải quyết vì người mất có tới 2 năm sinh khác nhau. 2003 là năm sinh thật và 1996 là năm bị Vinaco đổi trên hộ chiếu đi Ả Rập Xê Út. Và phải tốn tiền, tốn bạc, photo, giấy tờ, đi tới, đi lui. Xã muốn chứng thực vào năm 2003, nhưng bên Vinaco không chấp nhận, nói phải theo yêu cầu của họ là 1996 mới có thể đưa xác em Hà Xuân Siêu về. Em đã đi lại lại trong 2 tuần, xã không chứng thực trước ngày 16 tháng 9. Có một luật sư ở Buôn Ma Thuột gọi cho em bảo muốn giúp gia đình ký giấy ủy quyền đó.
em phải mượn tiền thuê taxi chạy lên Buôn Ma Thuột. Tới ngày 22 tháng 9 mới ký giấy nên chậm trễ thời gian ủy quyền trước ngày 16. Cho tới giờ phút này vẫn lời cô Ha Soan rằng vào đoạn băng ghi âm từ một người bạn của Ha Sun Siu ghi lại thì Ha Sun Siu chết vì bị điện đánh trong khi làm việc cho nhà chủ. Em Ha Sun Siu nói rằng em xin nghỉ ngơi mà bà chủ không cho nghỉ. Ha Sun Siu bị đau đầu rồi mà bà chủ vẫn đánh. Cả đêm Ha Sun Siu không ngủ được vì bị đau mắt. Họ độc ác với Xuân lắm. Đây là hình ảnh nạn nhân Ha Sun Siu, 15 tuổi. Xuân có gọi cho Nhung, tức là cô môi giới, nhưng đổi lại Nhung không chịu giúp đỡ, còn chửi lại Ha Sun Siu. Cuối cùng Ha Sun Siu bảo không chịu được ở nhà bà chủ đó nữa. Ha Sun Siu nói với bà chủ rồi mà bà chủ vẫn đánh và không cho Ha Sun Siu nghỉ ngơi, cứ làm miết từ giờ này tới giờ khác. Rồi Ha Sun Siu có gọi cho Nhung với Khánh, bảo cô cố gắng lắm rồi mà không làm nổi nữa, mệt quá. Ha Sun Siu xin với Nhung với Khánh cho về văn phòng nhưng họ không cho. Ha Sun Siu, chị gái của Hoa Xuân ở Đắk Lắk nói chị cảm thấy thất vọng và tức giận khi hay tin em gái được chôn cất ở Ả Rập Xê Út vào ngày thứ sáu. Cô nói, từ khi biết tin em Xuân mất, mẹ chẳng ăn uống gì hết, ngày nào cũng khóc. Bây giờ mẹ đang ốm nên em không dám nói chuyện này với mẹ, tại vì hôm bữa họ đã gửi văn bản là sẽ đưa xác em Xuân về, nên mẹ chỉ biết là họ đưa xác em Xuân về, chị nói. Giờ chị Hoa Xuân cũng không biết khi nào chị mới có thể báo tin cho mẹ, nhưng chị biết chị sẽ không từ bỏ nỗ lực đưa em gái về nước. Chôn thì cũng phải đào mộ mà đem về, chị quả quyết, bởi vì mẹ ngày nào cũng đợi em Xuân về, dù sống hay chết cũng phải về. Và những cáo buộc đáng báo động. Trong thông cáo ngày 4 tháng 11, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhận được những cáo buộc thật sự đáng báo động, rằng những công ty tại Việt Nam làm giả giấy tờ tùy thân để tuyển cô gái trẻ không đủ tuổi để sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc. Đây là hình ảnh văn phòng công ty xuất khẩu lao động Vinaco tại Hà Nội. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính phủ Saudi Arabia và Việt Nam cùng truy quét nạn buôn người sau khi hồ sơ cho thấy có nhiều phụ nữ và em gái đã bị lạm dụng tình dục, bị chủ đánh đập, hành hạ khi đến Saudi Arabia làm nghề giúp việc. Các phụ nữ không được cho ăn uống, chữa trị và trả lương thấp hơn trong hợp đồng. Chúng tôi nhận thấy những kẻ buôn người đang nhắm đến phụ nữ và trẻ em gái nghèo ở Việt Nam. Nhiều người nằm trong nhóm dễ tổn thương và bị phân biệt, đối xử. Những tên buôn người hoạt động mà không bị pháp luật trừng trị, tổ chức theo dõi của Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết. Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021, tổ chức của Liên Hợp Quốc cũng cho biết đã có gần 205 phụ nữ Việt Nam, nhiều người là nạn nhân được hồi hương. Nhiều người trong số đó là nạn nhân của đường dây buôn người. Chúng tôi muốn nhắc nhở Việt Nam và Saudi Arabia về nghĩa vụ quốc tế phối hợp nhằm chống lại nạn buôn người, bao gồm điều tra tội phạm, cung cấp các biện pháp và sự trợ giúp hiệu quả đối với các nạn nhân. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã đề cập như vậy trong thông cáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 với bản tin Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra cáo buộc nạn buôn người sang Saudi Arabia với sự nhúng tay của giới chức Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.